Hello anh em, chào anh em quay lại với chuyên mục Mì Úp. Bài Mì Úp hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cái project mà bên Talent File vừa cung cấp cho chúng ta để chúng ta học cái khóa học về nhận diện khuôn mặt ở trên PC bằng camera. Ok, let's go. Rồi thì nói ra một chút là mình trước tiên mình xin là cảm ơn Talent File đã tổ chức một khóa học thực sự là mình đánh giá là rất hữu ích. Đó thì khóa học các bạn mình đang mở trên màn hình đấy, các bạn nhìn thấy đây là một khóa học của Talent File về sử dụng camera và PC để nhận diện khuôn mặt. Đó, thì khóa học này là của giảng viên Phạm Quang Trung, là một tiến sĩ có nhiều cái kinh nghiệm trong lĩnh vực mà AI. Do đó thì chúng ta nên học khóa này một cách đầy đủ và cũng như là thực hiện đầy đủ các cái bài tập cũng như là các cái milestone mà giảng viên đưa ra. Và thì mình cũng có không có cơ hội để xem cái buổi live stream của giảng viên. Tuy nhiên thì mình cũng xem lại cái clip và cũng đã tải cái project của giảng viên về để mà nghiên cứu. Thì thực sự là đầu tiên là mình đánh giá đây là một cái project được tổ chức khá là bài bản, và theo phỏng đoán của mình ấy, thì có khả năng đây là một cái project thực tế ở nơi làm việc của tác giả ở bên Nhật Bản, và sau đó thì được lược bỏ các phần không liên quan cũng như là để giản lược hóa đi, sau đó thì đưa cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng triển khai ở trên cái nền của cái project này. Tuy nhiên thì thời gian vừa qua thì mình cũng có lên các diễn đàn khác như diễn đàn về front end, diễn đàn back end cũng như một số trên diễn đàn của là của chính cái khóa học này là có việc học công nghệ thông tin qua dự án, rồi thì cũng một số nhóm chat riêng với mình cũng có đề nghị là mình nói qua một chút về cái cách làm cũng như cái project này để các bạn có cái cơ sở để bắt đầu làm việc. Thì ok, đó là lý do mà chúng ta có cái clip ngày hôm nay. Tuy nhiên thì trước khi mình bắt đầu thì mình xin phép tác giả là anh Phạm Quang Trung nhá. Quang Trung là mình xin phép là đây là mình cũng các bạn nhu cầu thì mình cũng có nói qua về cái cấu trúc của dự án cũng như là cái một số phỏng đoán của mình thôi. Đó thì nếu mà có vấn đề gì sai sót thì mong là anh Phạm Quang Trung cũng như là Talent File bỏ qua nhá. Thì mình đây là mình nói với vai trò là như là mình là một học viên của khóa học và mình tải cái project này về và mình nghiên cứu thôi, nên là có sao mình nói vậy nha. Ok, thì các bạn để ý ấy, khi bạn tải project về sẽ có hai phần, một đây đây thì phần document mình không nói nhé, phần document là cái tài liệu tác giả chia sẻ cho mình để mình biết chỗ để kiếm tham khảo thôi. Thì cái này thì anh Trung cũng đã nói ở trong cái bài giảng rồi. Đó, thì thư mục thứ hai là thư mục quan trọng này, thư mục source. Thì các bạn để ý lại có hai cái phần là client và server. Đó, thì client và server ở đây thì bạn đấy là mình có hai mục này, một cái là client, một cái là server nhá. Thì ở đây các bạn mình nói qua một chút là vì sao nói về hai cái thư mục này. Vì một số các cái nhóm để mà học ấy thì hiện nay là đang không biết là phải dùng công nghệ gì, không biết là phải tuyển chiêu mộ các thành viên có cái trình độ gì để làm việc, mà đa phần là các bạn sinh viên chưa biết gì hoặc là biết một chút về Python là tập hợp với nhau và dẫn đến là thiếu nguồn lực để mà triển khai cái project này. Đó. Thì vì đó thì mình cũng nói luôn là ở đây theo mình biết thì ở client thì anh Trung đang dùng React. Đó, React JS đó. Thì cái này là một cái nền tảng để framework để code front end rất tốt. Đó, front end rất tốt. Đó. Mình thì mình không chuyên về React JS, cái thế mạnh của mình là Vue JS cơ. Cũng phải gọi là mạnh thôi, không mạnh lắm, mình code giỏi hơn React JS thôi chứ không phải là mình mạnh gì cả. Đó, thì chúng ta thấy rằng
một cái project nó gọi có hai phần, là phần front end và phần thứ server hay gọi là back end. Rồi, phần back end này thì hiện nay đang dùng Python rồi. Này thì không có gì để bàn cãi, đúng chưa? Như vậy để làm gì? Để khi các bạn tuyển tuyển mộ thành viên ở trong nhóm ấy thì bạn phải tuyển cả phần này và cả phần này. Chứ nếu như các bạn chỉ có back end, chỉ có front end thì sẽ rất là khó làm việc. Thế thì nói thêm một chút về front end và back end. Đấy, các bạn tưởng tượng nhé. Cái giao diện trang web, đây là trang web. Đó, trang web mà trước các bạn nhìn thấy anh Trung có demo ở trên này có một cái ảnh đúng không? Cái camera đúng không? Chụp ở cái người này. Đó, chụp cái người vào để mà nhận diện. Xong bên này có nút chấm công, bên này là nút check in check out đúng không? Check in check out nhớ rồi. In này. Đấy, out đúng không? Thì đây chính là cái front end của nó, front end. Front end nhá. Và dùng công nghệ React JS như mình nói ở trên. Đó, thì bây giờ là đây là front end là cái giao diện người dùng, đúng không? View Graphic User Interface, giao diện người dùng. Và cái giao diện người dùng này nó kết nối qua HTTP API đến cái phần là server. Server đây. Đó, đây là server. Đó. Thì server này ấy, là họ là đang dùng Python, đúng không? Như mình nói ở trên dùng Python. Và cái server nó có các hàm API chờ sẵn ở đây. Đó. API chờ sẵn ở đây. Và chúng ta sẽ gọi qua HTTP API nhận kết quả về và hiển thị lên màn hình. Đó, thì nói tổng quan như vậy là các bạn khi mà chọn người thì phải chọn các bạn có biết cả back end, cả front end, cả database. Đó, DB nữa, đấy, server thì sẽ có DB ở trong. Bạn mà chọn người biết về cơ sở dữ liệu một chút thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn trong quá trình chúng ta làm việc nha. Đó, thì đó là phần về cấu trúc chung của một cái dự án. Đấy, thì mình thấy một số bạn là tuyển thành viên nhưng mà tất cả các bạn trong nhóm đều chỉ biết Python thì rất khó khăn trong việc triển khai cái front end. Đó. Thì anh Trung có nói trong bài giảng là chúng ta chú trọng phần chính vào cái phần back end nhá. Phần front end chúng ta sẽ gọi là có thể dùng luôn cái của anh Trung được. Tuy nhiên là chúng ta muốn dùng được ấy, chúng ta phải hiểu đã. Chứ không hiểu thì không thể nào sửa được label, không hiểu sửa được thông báo, sửa được cái đường dẫn đến cái server của chúng ta đâu. Chúng ta phải hiểu một chút, không cần hiểu sâu để chúng ta, vì chúng ta không cần modify hoàn toàn nên là không cần hiểu sâu lắm, nhưng phải hiểu biết cơ bản về front end để chúng ta có thể sửa được một số thông cái thông tin về API, thông tin về server, thông tin về label vân vân nhá. Ok, đó thì đó các bạn chú ý khi mà bạn tuyển người, đó điều nhất. Yeah. Điều thứ hai thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng cấu trúc của từng phần. Đây mình sẽ đi vào server trước. Đó. Thì về server thì các bạn mở ra, các bạn install cái file requirement.txt này. Đó, đây là các cái thư viện nhá, thư viện cần thiết để chúng ta có thể chạy được cái dự án này. Thì mình thấy đây anh Trung có để khá nhiều các cái thư viện. Thôi mình cứ cài theo anh Trung nhá. Thì để cài các bạn thấy anh Trung đã dẫn rồi. Pip install -r, sau đó là requirement.txt enter. Ở đây mình cài rồi, mình không cài lại nhá, cài lâu lắm. Và nên enter là nó chạy và sẽ cài tất cả thư viện này nhá. Sau khi cài thư viện xong thì bây giờ bạn để tìm hiểu về cấu trúc của cái này. Thì như bạn nhìn ở trên màn hình, đây mình sẽ show nhá. Rồi. Bạn nhìn màn hình này thì sẽ có những cái gì? Sẽ có đầu tiên là sẽ có một thư mục tên là API. Đúng không? API. Thì cái thư mục API này ấy, nó chính là các cái expo, các cái API để cho thằng client nó gọi. Rồi, mình đi xem thử nhá. Thì sẽ có một file là file api.py. Đó, thì file này sẽ có là gì? Hàm đầu tiên là hàm stub. Hàm api stub. Đó. Thì cái hàm này ấy, thì nó có hai phần. Nếu bạn gọi get, nếu bạn gọi get nhé, đây, nếu bạn gọi ở dạng get thì bạn sẽ là hàm lấy thông tin và nó sẽ lấy cái thông tin của staff ở trong DB và nó trả cho bạn. Đó, thì ở đây thì hiện nay là anh Trung có lấy tham số, đây, bạn gọi get bạn sẽ có một cái tham số là item item bằng info ở đây.
thì anh Trung có kiểm tra, nếu item bằng on thì nó lấy tất cả trong trong DB, thế còn nếu mà không thì nó báo là unknown query. Như vậy là thằng cái hàm này ấy, nó chỉ có mình học kỹ rồi, nó chỉ có chỉ có get thôi, get và chỉ get được on cái staff ở trong DB thôi. Đó, không thể nào mà chúng ta get từng người được nhá. Ok, đó là hàm về hàm cái root root staff này. Đó, thứ hai là một hàm ở dưới là hàm encode, thì hàm này có thể hỗ trợ cả post cả get. Nếu bạn đúng rồi. Nếu bạn chuyện gọi get lên đây nhá, get lên cái hàm này. Get lên đây hàm này. Đấy, get mình đóng to nhá. Get hàm này thì nó sẽ cho bạn truyền vào thông số là số item. Item bằng on thì lấy tất cả những cái encode ở trong DB ra. Tất cả những cái encode khả năng là những cái vector. Vector. Thì những cái vector mặt embedding cái mặt đấy, vector nhá. Đó, vector. Đây. Vector embedding cái mặt bằng finesse. Đó. Thì các vector này sẽ lưu ở trong DB thì nó sẽ lấy ở trong DB ra nó trả bạn và bạn trả về bằng JSON. Còn nếu bạn không truyền vào là item bằng own, bạn truyền vào item bằng một cái ID ở đấy thì nó sẽ lấy đúng cái thằng face embedding của cái ID đó không? Đúng thôi, đây này. ID thôi và trả về. Đó, đó là nếu mà get nhé. Còn nếu bạn gọi post, đây nó có thông trên này có reference rồi. Thì bạn sẽ truyền vào ID của cái mặt đó, tên của cái người đó, cũng phòng ban. Đấy mình có chấm công phòng ban đó. Phòng ban là phòng ban nào? Và cái vector embedding của cái face của người đó. Nào chưa? Đây mình có vẽ lại bạn nhìn này. Cái hàm 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 start ở trên mình không nói nhé, đây mình nói về cái hàm thứ hai thôi. Là cái hàm gì nhỉ? Hàm đây là hàm encode. Đây hàm encode. Đúng không? Hàm encode này. Đây. Hàm API encode. Rồi. Nếu bạn truyền là get đúng không? Get thì sẽ có là API.encode chấm hỏi item bằng một cái ở đây bằng cái này. Thì nếu như cái này là on thì lấy tất cả các cái vector mặt nha, on này thì sẽ lấy này. Lấy on vector in DB. Đó. Nếu mà truyền vào ID thì sẽ lấy vector của cái dòng có ID bằng ID truyền vào. Đó là get đúng không? Thế còn nếu là post thì bạn sẽ post những cái gì lên? Đây anh Trung có rất cụ thể. Đầu tiên là một trường ID gạch dưới là trường chắc là sale today là ngày hiện tại. Cái ID này là một cái ID mình đoán là một cái ID tự sinh nha. ID dưới cũng vậy, là hai cái tự sinh. Và một cái name. Name, name là tên của cái name là tên của cái mặt đó. Tên của mặt, ví dụ như là của mặt, ví dụ như là Nguyễn Văn A. Đó. Cuối cùng là cái department là cái phòng ban của cái mặt đấy, phòng ban. Ví dụ như IT kế toán. Rồi. Thế rồi ở dưới là cái encode, đây cái này quan trọng nhất này, cái encode quan trọng nhất này. Encode là cái vector embedding của cái face đó. Đó, của face đó. Đó, thì chúng ta sẽ post lên để lưu vào server. Rồi. Ok. Chính xác đây. Get data và insert vào trong cái encode trong data. Rồi. Chúng ta chưa bàn vội là cái vector này lấy ở đâu ra, cái face này lấy đâu ra nhá. Đây là cái hàm để chúng ta API để chúng ta insert vào trong DB. Đó là thư mục API. Rồi, thư mục thứ hai là thư mục database. Rồi. Thì thư mục này đơn thuần là gì đâu? Nó là tất cả thao tác để mà chúng ta
insert vào trong database nha. Thì chúng ta cách lập trình thông thường ấy, là chúng ta nên đưa tất cả những hàm insert database, update database, là thao tác database vào trong một cái class riêng để chúng ta thao tác. Đây tương tự như vậy, chúng ta đưa vào trong một cái gọi là DB, tạm gọi là DB đi, DB controller gì đấy, thì nó sẽ làm rất nhiều nhiệm vụ insert update trong này, và khi cần chúng ta chỉ cần gọi là ê db.insert db.update db. gì thôi, không phải mất công chúng ta viết cái câu lệnh insert ở khắp mọi nơi trong chương trình, rất là khó quản lý nha. Thì đây là cái thư mục DB này, mọi người mình suột cụ thể thì mình không thể giải thích hết được vì mất thời gian tìm hiểu và nó khá là rộng, nhưng bạn có hiểu rằng thư mục, tất cả những file thư mục database này là phục vụ công tác insert, update và database. Và chúng ta sẽ để ý ở đây sẽ có file là file db.config.ini. Thì ở đây là URI, chính là cái một số bạn có chạy và báo là báo lỗi ở cái phần URI này là không chạy được, là vì đơn giản là đây là anh ấy đang dùng cái MongoDB ở trên một cái server cloud, và đây MongoDB đây, nên là chúng ta không có cloud này thì chúng ta khi mà chạy insert update sẽ báo lỗi đó. Nên là tại sao chúng ta phải chú ý đến cái file cấu hình này. Thì các bạn để ý này, đây là sẽ có tên database là face contest, và trong MongoDB ấy, thì nó không dùng table mà nó dùng collection. Ở đây có bốn collection là start, encode, count và feedback, thì mình cũng chưa rõ là anh ấy dùng để làm gì, cái này thì các bạn tự tìm hiểu. Và có một file là file ở đây có bốn cái file json này, là bốn cái cấu trúc của bốn cái collection đấy. Đấy thì bạn cũng có thể đọc qua để hiểu đó, nó có tên file rồi gì 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 bla bla bla. Và như start chẳng hạn thì sẽ có là id name department, encode thì sẽ có id name department và encode đó. Đây là bốn cái cấu trúc của bốn cái collection nha. Rồi để tất cả những hàm ở trong này ấy, hàm insert update bạn thấy viết trong cái db utility này. Đây ví dụ có một cái get on start, đó chính là để trả đến tất cả những cái start, get encode là để lấy những cái encode ở trong db. Đấy, tất cả này sẽ có một cái hướng dẫn ở đây rồi, bạn cứ thế mà insert encode này đó, thấy chưa, thì nó sẽ insert cái encoding, cái vector encode mà bạn có được vào trong database đó. Tóm lại là cái phần database này là dùng cho việc thao tác với DB. Tiếp là phần dataset, cái này thì folder bình thường, nó chính là cái dataset mà dùng để train model ấy, test model gì đó. Thì mình cũng chưa rõ là ban tổ chức cung cấp cái file summary face này làm gì, mình cũng chưa rõ. Tại vì nếu muốn train lại cái mạng Fainet này ấy, thì nếu train làm sample thì được, nhưng mà nếu train mà để mà mang lại hiệu quả cao ấy, thì cần rất nhiều face. Nên là mình đã rất tò mò là không rõ là ban tổ chức cần mình tận dụng tốt pre-train của Fainet và làm một hệ thống nhận diện khuôn mặt, hay là muốn train lại mạng Fainet đó. Thì cái này thì mình cũng phải sẽ cần thời gian thêm. Rồi ok, tiếp là cái mục instance chỉ có một cấu hình, là cái cấu hình của cái flash thôi. Cái flash này thì bạn nào chưa biết thì có lên Mi AI sẽ có một cái bài về flash nhé. Ok rồi, thì mục log thì liên quan đến tất cả những thứ liên quan đến ghi log vào trong hệ thống, có cái này mình không nói qua nữa nhé. Rồi upload là một cái có một file root này, là file định nghĩa những cái rule, cái root để upload các cái file lên trên hệ thống đó. Thì chúng ta sẽ thấy là muốn định nghĩa là sẽ upload như thế nào và sẽ ghi vào thư mục nào, rồi thì đưa cái encode và database vân vân, thì chúng ta sẽ định nghĩa ở đây đó. Thì có khả năng mình đoán là khi mà upload một file lên thì nó sẽ được lấy encode này này, fainet.mix encode này đó, và chúng ta sẽ tạo ra encode, tạo ra cái vector embedding của cái mặt đó, và chúng ta lưu luôn vào trong database đó. Thì khả năng cao là sẽ cái file root chấm trong thư mục upload này sẽ làm cái nhiệm vụ là nhận file, lưu đúng chỗ, encode cái face và ghi vào trong DB. Đó thì đó là cái file của phần upload. Rồi, đây là tất cả những cái mục chúng ta sẽ thấy là có được phân theo cái cấu trúc khá là khoa học đó, chứ không phải viết một cách loạn xạ đâu.
Đó, và ở ngoài này thì sẽ có thư mục ngoài thì các bạn để ý, chỉ cần để ý một file file main.py thôi nha. File main.py chính là file mà chúng ta sẽ start cái server của chúng ta lên đấy, để chúng ta cho client gọi lên. Đó, trong này rất nhiều câu lệnh, như câu lệnh đây, phần này là phần SSL này, để turn on cái SSL cho server. Đó, thì các bạn biết rồi, nếu mà chúng ta không có SSL thì cái traffic từ client đến server sẽ là transparent và mọi người nhìn thấy rõ hết. Đó, chúng ta phải có cái SSL để chúng ta encrypt cái connection đó. Thế rồi đây là load config từ file flat, cũng như là cấu hình cái việc upload file lên thì sẽ xử lý ở cái file mà root chúng ta vừa xem trong upload đấy. Đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là start server đây. Và đây run server, đây là định nghĩa cái root, cái main, root main là chúng ta sẽ hiện ra file index.html. Đó. Rồi render tấm template, xong mình chưa tìm được cái file template.html nó ở đâu. Ok, index.html. Ok, không tìm thấy. Thôi không sao, chắc là tác giả quên. Rồi, thì đó là toàn bộ cấu trúc của cái server của chúng ta. Thì nhận xét ban đầu của mình là server tổ chức rất là khoa học, đầy đủ. Tuy nhiên, có mấy vấn đề, nhất là nó khá là phức tạp cho các bạn, đúng với cái target của cái khóa học là các bạn mới học nhé. Các bạn mới học, nếu như mà tổ chức nhìn vào một cái project như này, rồi có các cái lớp, các cái import, các cái lệnh như này thì chắc là tàu hỏa nhập ma. Nên là rất mong là anh Trung nếu mà được thì có một cái project đơn giản hơn để các bạn có thể gọi là thực tập. Chắc là anh Trung sử dụng luôn cái project của công ty nên nó phức tạp, khá là phức tạp. Rất khoa học nhé, mình không phản đối là rất khoa học. Với một project project lớn ấy, thì nên tổ chức như thế này để nó đảm bảo là khoa học và quản lý mã nguồn nó dễ. Thế nhưng với các bạn mới bắt đầu thì lại khá là phức tạp đấy. Thứ hai là một số bạn thắc mắc tại sao mà mình chạy không được. Đó là vì trong này ấy, thì có một cái thư mục engine, mình phỏng đoán engine nhé. Thì engine và có Fainet engine thì phải. Fainet engine đâu anh, mình xem nào. Mình nhớ là như vậy. Engine đây, có Fainet engine, nó lại có một thư mục engine. Thì bên trong thư mục engine đó sẽ có cái engine xử lý của server. Nói tóm lại là cái phần mà chúng ta dùng để embedding cái khuôn mặt ấy. Từ khuôn mặt này mình embedding thành cái vector đó, thì chúng ta gọi là cái engine để embedding, cũng như engine để nhận diện cái face khi ta up lên đấy. Tóm lại là cái phần xử lý face, phần embedding face, phần nhận diện face, phần so sánh face thì hiện nay không có, bị thiếu nên là không chạy được. Thì lý do vì sao lại thiếu là vì phần đó ấy, là anh Trung muốn để các bạn tự làm để chúng ta thực hành. Nên nếu mà anh Trung đưa luôn vào đây rồi thì bạn chạy project luôn chứ cần gì phải làm nữa. Đó, nên là các bạn chưa chạy được phần server nhá. Chúng ta đang thiếu cái engine. Và nhiệm vụ các bạn là viết ra phần engine này. Đó, nhưng mà một lần nữa mình nói là nếu viết theo cấu trúc này thì các bạn mới học sẽ khoai đấy. Ok. Đó là toàn bộ những gì mình biết. Toàn bộ gì mình biết rồi nhé. Về server. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai là phần client. Thì phần client này ấy, thì bạn nào biết React và giỏi React thì thấy đơn giản. Nhưng với người gà gà như mình thì cũng bắt đầu hơi khó đấy. Thì đầu tiên là anh Trung có dùng một cái framework là React i18n. Thì đây là một framework mà đây bạn đã search Google ra ngay. Đây là một cái powerful international framework để nó sẽ cho phép là chúng ta làm một cái framework mà có thể đa ngôn ngữ rất tốt. Đó. Chắc là anh project của anh muốn chạy đa ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật thì anh dùng cái này. Đó, và thứ hai là một cái app.js là cái đây, cái index đây. Sẽ gọi đến cái app đây là chúng ta sẽ dùng để chúng ta render ra cái gọi là cái gì? Cái giao diện của chương trình. Thì chúng ta trong đây rất nhiều cái thư mục như là component, data, rồi local là về làm local là cái ngôn ngữ, rồi screen là hai cái màn hình, một cái màn hình home và một cái màn hình là statistic thì khả năng là thống kê cái gì đó. Đó, thì về phần client này thì mình không khá lắm, mình chỉ biết tạm tạm như vậy thôi.
Đó thì các bạn cứ chạy thử đã. Nếu mà chạy được thì bạn sẽ nhìn được cái giao diện của nó, mà nếu không thì chúng ta phải chờ cho anh Trung hướng dẫn thêm nhá. Rồi, ok, đó là vài cái review và cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái project này. Đó. Có thể nó chưa đầy đủ, chưa chính xác, thì ta sẽ cùng tìm hiểu thêm và cùng lắng nghe các bài giảng tiếp theo của Talent Fire nha. Ok, bye bye các bạn.